Alo Minh à? À cháu à? À cháu bà cả bộ cái mu. Bộ ngủ à? Là thức bộ dây cho bà cả bộ cái. Ờ, Minh à. Này, bữa trước nó ăn thịt chó xong rồi là về luôn à? À, chính chắc. Chú về đi mình ăn say ngủ quán vợ đến lối về chứ mu. À. Nó bữa trước cũng có mấy cái chuyện định hỏi chú cái hộp mà chú để quán đó là răng đâu. Ờ rồi về vợ nó biết bọc ra này. Quá quả chứ mà cám anh ăn chạy mà tao thảo chạy tội liệt thế này. Ai chú bỏ chứ trong cám không tạo nữa. Chú bảo quản này. Ai chú mà thi sĩ đi. Quá quả bỏ bảo quản trong không được không? Ảnh hưởng sức khỏe của người lắm. Với thực phẩm rồi chứ thực phẩm đừng bỏ nên chất bảo quản rồi cả cái phụ giá nhiều rồi ảnh hưởng sức khỏe đó. Bữa sáu đừng ăn dài rồi nhá, mình ảnh khiếp rồi. Bữa sáu đừng đưa chị sang ấy. Đó là nên rửa được cái thùng cám mà mén gửi cho chủ đồ về vợ con này nhá ăn răng ngon chứ. Còn à quá quả nhà anh là sạch sẽ nè, không bảo quản, không thuộc bảo quản. Cám Việt Nam nó mới chín luôn, cám có thương hiệu đàng hoàng đó. Thế được rồi, cái vấn đề cám quýt tôi bỏ qua đi nhá. Đây chủ rút kinh nghiệm đừng có bỏ thuộc bảo quản đóng thực phẩm rồi các thứ ABC là làm mọi người ăn vô rồi hành sức khỏe cũng được không? Con rồi bữa này chủ về tàu hay là về ô tô? Về tàu à? Không can tiêm hay gì? Ê, không, tao nhà chủ đấm tao nhà anh thôi, chứ tao nhà anh đấm tao nhà chủ mà. Thì tao nhà chủ nó cứ đè tao nhà anh đấm rồi mình khổ dấn chứ, mà sao được mình dài rồi nhá. Bạn anh em sao có làm chân gần mà chủ mà thi sĩ là trật đó. Nhá. Không, anh em vẫn là anh em. Nhưng mà chủ làm thế là không được mà. Đúng có để tao hút mà ra này tao không có đen. Chủ đừng có biển hồ thi sĩ đấy. Không có đen thằng anh cho. Tao không có đen để tao nhảy hút. Có một vấn đề nữa là cái chắc cảm gì trên biển nhà anh ấy tài năng chủ cứ đét đứa cái mập sáng cắm xuất hết. Ơi, bữa sáu được mình dài rồi nhá. Chắc cạp là để mà nổi truyền thống để tình thoảng anh em mình gọi cho chắc đi nhau nhẹt cho chú cắt nó chiếu. Nội dung rồi thôi, rồi ngủ tiếp đi. Anh không sắp xếp công việc rồi đó, nhá. Để có chi tên chuyện sau hay.